Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và trước mắt anh chị đây là chiếc xe Toyota Altis phiên bản Hybrid. Và hôm nay trong khuôn khổ video này xin phép cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Altis ở thời điểm tháng 8 năm 2023. Altis thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Thì với có các giá như lần lượt như sau. Với phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 719 triệu và thời điểm hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 26 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện chính hãng. Thì với cái giá ưu đãi bên trên thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 770 triệu. Còn để nếu anh chị là quan tâm đến trả góp thì bên em đang hỗ trợ tối đa là 85% giá trị xe. Anh chị chỉ cần chuẩn bị trước số tiền là khoảng 190 triệu. Phiên bản thứ hai, phiên bản 1.8V có giá niêm yết là 765 triệu và hiện tại bên em cũng đang giảm là 26 triệu tiền mặt và tặng gói phụ kiện, thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 821 triệu. Và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 202. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản trước mắt chúng ta đây, có giá niêm yết là 860 và hiện tại bên em đang giảm là 31 triệu tiền mặt, sâu hơn một chút so với các phiên bản kia, thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 920 triệu. Và để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền tối thiểu là 226 triệu. Và vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về giá bán của các dòng xe Toyota Altis thời điểm tháng 8 năm 2023. Thì để sợ anh chị nhìn chi tiết hơn vào chiếc xe Toyota Altis này, thì Altis có thiết kế mới, khỏe khoắn cũng như là trẻ trung hơn, và có một cái nâng cấp mà nhiều anh chị không để ý là cái treo sau của Altis đời này thì dùng chung dạng với cả Toyota Camry, là liên kết đa điểm ở phía sau nên là người ngồi trên xe rất là ổn định cũng như là rất là êm ái. Cái mặt logo ở phiên bản V và phiên bản HV sẽ có là dạng 3D, bản HV thì có thêm những cái ánh màu xanh như này, thể hiện là bản xăng lai điện. Đèn cũng vậy, cụm đèn ở cả ba phiên bản đều được dùng cụm đèn bi LED, hai cảm biến trước và bốn cảm biến sau. La răng ở hai phiên bản V và HV sẽ được trang bị là la răng dạng phay xước, còn phiên bản tiêu chuẩn là sử dụng la răng dạng đúc, tương tự như là trên dòng xe Toyota Cross. Và cái đặc biệt anh chị cần quan tâm đến dòng xe Hybrid là thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ có 4 lít rưỡi trên 100 cây đường hỗn hợp. Và ngoài ra thì cái sức mạnh của cái máy Hybrid này nó mạnh hơn khá nhiều so với phiên bản thuần xăng, bởi vì nó có thêm một cái phiên bản có một cái máy điện nữa. Như anh chị thấy là em vừa đề nổ chiếc xe này lên. Và anh chị nghe tiếng gì không ạ? Ngoài tiếng gió thì đếm tắt tiếng gió đi. Không có tiếng gì cả, và nó chỉ có thêm một cái chữ ready ở đây là sẵn sàng, và em chỉ cần về đi phanh tay thì là phanh tay điện tử rồi, chỉ cần về đi nhả phanh ra là sẽ đi. Và có một cái đặc biệt của cái xe dòng xe Hybrid này là anh chị không cần cắm điện từ bên ngoài, và chỉ cần xe nó sẽ tự tính toán và tự sạc cho anh chị từ cái máy xăng sang máy điện, tối ưu mọi chu trình từ tăng tốc cho đến giảm tốc cho đến phanh, và xe thả trôi thì xe sẽ hấp thụ lại cái năng lượng dư thừa từ máy xăng để sạc cho cái pin trong hệ thống pin Hybrid. Đó là sơ bộ về cái hoạt động của máy Hybrid. Còn em sẽ đi sâu hơn về các cái chi tiết ở trên nội thất xe. Thì xe có được trang bị là đèn thích ứng này, đèn pha thích ứng này, auto pha cốt, điều chỉnh độ cao của đèn, có đèn tự động này, gạt mưa tự động này, gạt mưa tự động. Anh chị xem rõ không ạ? Gạt mưa tự động này. Còn đây bên này là đèn tự động. Trên vô lăng thì có rất là nhiều nút giải trí này. Rồi bên này là các chức năng như là giữ khoảng cách, kiểm soát cái làn đường. Rồi bên này là cái hành trình thích ứng. Bên cụm điều hòa thì vừa rồi em có tắt cái điều hòa đi rồi. Thì điều hòa đây là điều hòa hai vùng tự động, là có một vùng cho người lái và một vùng cho các hành khách, có các cái chức năng cơ bản. Và bật tắt cái cửa gió cho hàng ghế thứ hai. Và những chị thấy đây là da, nội thất da, đây là nhựa mềm. Thì chiếc xe Toyota Altis này ngoại thất thì chủ yếu anh chị sẽ lựa chọn là nội thất màu đen hoặc nội thất màu trắng. Còn ngoại thất màu đen hoặc ngoại thất màu trắng. Còn nội thất thì cũng hai lựa chọn là đen như thế này. Và lựa chọn thứ hai là đen pha với kem. Đây là phần hàng ghế thứ hai. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Altis ở thời điểm tháng 8 năm 2023. Anh chị cần em tư vấn thêm về vấn đề gì, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.